Tiếp tục set thứ hai, kèo 3-3 xã. Đây là Di Màu Thường với Nam Bành Chuyền 2, bên kia là Lam Trảng Bàn, Khang Libero Vĩnh Long và Trương Chuyền 2. Rồi set 2 kèo 3-3 xã các bạn. Di Màu phát bóng ra ngoài, điểm 1-0 cho Lam Trảng Bàn. Khang Libero Vĩnh Long Thường đặt bóng tốt, điểm 1-1. Bình trắng bóng chạm tới trắng ra ngoài, điểm 2-1 cho Lam Trắng Bàn. Điểm 3-1 cho Lam Trắng Bàn. 3-1. Khang phát bóng quá tốt. Điểm 4-1 cho Lam Trắng Bàn. Khang phát bóng tốt. Điểm 5-1 cho Lam Trắng Bàn. Khang bỏ bóng không chặn lưới. Điểm 2-5 cho Di Màu. Di Màu phá bóng tốt. Điểm 3-5 cho Di Màu. Điểm 6-3 cho Lam Trắng Bàn. Pha bỏ bóng tốt của Thường. Điểm 4-6 cho Di Màu. Điểm 7-4 cho Lam Trắng Bàn. Khang phát bóng ra ngoài. Điểm 5-7 cho Di Màu. Điểm 5-7. Và
đội bóng tốt của Khang Libero. Điểm 8-5. Di màu đã bóng ra ngoài. Điểm 9-5. Càng phát bóng quá tốt. Pha đập bóng tốt của Thường. Điểm 6-10 cho Di Màu. Và bắt một hỏng của Thường. Thường đập bóng chạm tay trắng ra ngoài. Di Màu phát bóng không sang lưới. Điểm 12-7 cho Lam Trắng Bàn. Điểm số khá an toàn cho Lam Trắng Bàn nha các bạn. Điểm 12-7. Khang phát bóng ra ngoài. Điểm 8-12. Và phát bóng bằng điểm trực tiếp của Di Màu. Và bỏ bóng tốt của Lam Trắng Bàn. Điểm 13-9. 13-9. Một pha đường biên quá đẹp của Thường. Pha đập bóng quá tốt của Thường. Điểm 10-13 cho Di Màu. Di Màu vừa phát bóng điểm trực tiếp. Điểm 11-13 cho Di Màu. Di Màu phát bóng ra ngoài. Mười
đến 14 người. Thường đập bóng không sang lưới. Điểm 15-11. Khang phát bóng ra ngoài, điểm 12-15. Lam tặng bằng, có cổ tài quá tốt để kết thúc set đấu 16-12. Lam tặng bằng thắng.